Xin chào tất cả các em, cô tên là Trần Thị Kim Yến, hiện là giáo viên của trường tiểu học bán trú A Nhà Bàng thuộc phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Biên. Rất vui được gặp lại các em trong tiết học môn tin học khóa 5. Trước khi vào bài học, các em cần chuẩn bị cho cô quyển sách hướng dẫn học tin học lớp 5 giống như trên màn hình. Ngoài ra, các em cần chuẩn bị thêm vở viết để ghi lại những kiến thức mà cần lưu ý. Trước khi vào bài mới, cô và các em cùng ôn lại một số kiến thức. Câu 1. Tên tiệm nào sau đây là đúng? Chúng ta có 3 đáp án. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 2. Để nạp tiệm các thủ tục chấm LGO, em phải gõ lệnh gì? Chúng ta cũng có 3 đáp án. Đáp án đúng là đáp án C. Các em đã được tìm hiểu 4 bài trước của chủ đề 4 Thế giới logo của em. Hôm nay cô và các em sẽ luyện tập về thủ tục. Trong bài 5 luyện tập về thủ tục, sách giáo khoa trang 100. Mục tiêu của bài này là luyện tập các kiến thức đã học về viết, lưu lại và sử dụng thủ tục trong logo. Rèn luyện thói quen sử dụng thủ tục trong viết chương trình logo. Hoạt động cơ bản. Câu 1. Chọn đáp án đúng. Vừa sẽ vẽ hình nào khi thực hiện dòng lệnh sau? Repeat 120, FG 100, BK 100, RT3. Các em quan sát 4 đáp án. Lưu ý, chọn nét bút, pen size đậm và kiểm tra kết quả trên máy tính. Bây giờ, cô sẽ thực hiện trên phần mềm logo. Trước tiên, các em sẽ vào cài đặt nét bút bằng cách là vào mục Set, chọn Pen Size. Các em sẽ chọn nét bút đậm để chúng ta quan sát kết quả dễ hơn. Đây là ngăn gõ lệnh. Đây là kết quả sau khi cô thực hiện dòng lệnh. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B là hình tròn. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu 2. Thêm lệnh quay vào dòng lệnh trên và quan sát vừa vẽ như thế nào. Các em quan sát cô thực hiện trên phần mềm logo. Các em cùng quan sát kết quả.
Đây là kết quả sau khi cô thực hiện dòng lệnh có thêm lệnh Gray 15. Các em quan sát kết quả thì các em thấy khi mà cô thêm lệnh Gray vào dòng lệnh thì Gray sẽ dừng lại 15 tick trước khi thực hiện lệnh tiếp theo. Câu 3, sửa câu lệnh ở hoạt động 1 thành Prefix 120 FG10 PK10 RT3 và quan sát rùa vẽ hình. Các em quan sát cô thực hiện trên phần mềm logo. Đây là kết quả sau khi cô thực hiện dòng lệnh. Thì các em thấy sau khi thực hiện cái dòng lệnh prefix 120 FG10 PK10 RT3, chúng ta sẽ có kết quả là một hình tròn nhỏ. Bây giờ qua câu số 4, dựa vào dòng lệnh vừa sửa hoàn thành thủ tục hình tròn. Ở đây đề bài cho các em phần to và end. Theo như kiến thức đã học thì thủ tục sẽ gồm có 3 phần. Đầu thủ tục sẽ bắt đầu bằng từ to, sau đó là tên thủ tục. Thân thủ tục là gồm có các dòng lệnh. Kết thúc thủ tục là end. Như vậy, chúng ta sẽ thêm vào phần tên là hình tròn, dòng lệnh là prefix 120 FG10 PK10 RT3. B. Hoạt động thực hành. Câu 1. Viết câu lệnh để rùa vẽ được hình bên rồi kiểm tra kết quả trên máy tính. Các em quan sát thì đây là một cái hình lục giác. Với hình lục giác thì các em có thể sử dụng câu lệnh đơn hoặc câu lệnh lập. Với hoạt động này, các em viết màu sách, sau đó kiểm tra kết quả cùng cô. Đây là đáp án. Để vẽ được hình lục giác, chúng ta sẽ dùng lệnh prefix 6 FG50 RT360 chia cho 6. Bây giờ cô và các em cùng kiểm tra kết quả trên máy tính. Để hình lục giác màu đỏ thì các em có thể vào cài đặt màu bút, chọn mục set pen color, chọn màu đỏ, nhấn ok. Bây giờ cô và các em cùng kiểm tra kết quả. Đây là hình lục giác. Câu 2, thêm thủ tục lục giác vào câu lệnh vừa viết để vẽ hình dưới đây rồi kiểm tra kết quả trên máy tính. Với câu này, các em sẽ viết thủ tục. Chúng ta quan sát hình. Thì đây là hình lục giác, nhưng trên mỗi đỉnh hình lục giác có một hình tròn nhỏ. Với hình tròn nhỏ này thì chúng ta đã có câu lệnh ở bài 3 hoạt động cơ bản. Các em làm vào trong sách giáo khoa, sau đó kiểm tra kết quả cùng cô. Đây là đáp án. Với thủ tục, chúng ta có 3 phần. Phần đầu gồm to và tên thủ tục. Phần thân là gồm những câu lệnh để vẽ hình. Kết thúc thủ tục là end. Các em chú ý phần thân. Như cô đã nói, trên mỗi đỉnh của hình lục giác sẽ có một hình tròn. Do đó, chúng ta sẽ gọi tên thủ tục hình tròn vào trong thủ tục hình lục giác. Để thực hiện được thủ tục này thì các em cần phải viết
thủ tục hình tròn trước. Bây giờ cô và các em cùng thực hiện trên phần mềm Logo. Đầu tiên, chúng ta sẽ viết thủ tục hình tròn với lệnh là edit. Để được hình tròn nhỏ giống như mẫu thì các em sẽ thực hiện là S5, BK5, RT3. Sau khi viết xong thì chúng ta sẽ lùi thủ tục lại với lệnh là File, Save and Exit. Tiếp tục viết thủ tục hình lục giác. Trên mỗi đỉnh của hình lục giác có một hình tròn, cho nên chúng ta sẽ gọi tên thủ tục hình tròn trên cái cạnh. Để có hình màu đỏ giống như mẫu thì các em sẽ cài đặt bút vẽ là set pen color, chọn màu đỏ, nhấn OK. Bây giờ cô và các em sẽ kiểm tra kết quả. Kết quả giống như hình mẫu. Bây giờ chúng ta qua bài 3 thực hiện các yêu cầu sau. Câu A, viết dòng lệnh để vẽ hình bông tuyết. Với hình bông tuyết này chúng ta đã được học ở bài 2. Câu lệnh lập đồng nhau bông tuyết 6 cánh. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ hình bông tuyết 8 cánh. Để vẽ được hình bông tuyết 8 cánh, chúng ta sẽ dùng lệnh Revit 8, FG10, BK10, RT45. Câu B là viết thủ tục bông tuyết để vẽ hình bông tuyết. Với dòng lệnh trên thì chúng ta sẽ viết được thủ tục như sau. Là tu bông tuyết Revit 8, FG10, BK10, RT45, N. Bây giờ cô và các em sẽ viết thủ tục bông tuyết trên phần mềm Logo. Đây là bông tuyết 8 cánh. Câu C, sử dụng thủ tục lục giác, bông tuyết và hình tròn, viết chương trình vẽ các hình sau. Với hình 1, các em thấy đây là hình lục giác. Trên mỗi đỉnh hình lục giác có một hình bông tuyết. Hình 1 này thì chúng ta thực hiện giống như bài 2. Hình 2, đây là hình bông tuyết 6 cánh mà chúng ta đã được học ở bài 2. Và trên mỗi đỉnh nó có một hình tròn. Như vậy thủ tục hình 1 sẽ như sau: là tu lục giác Revit 6, FG50, bông tuyết RT60, N. Thủ tục hình 2 như sau: tu 6 cạnh Revit 6, FG50, hình tròn BK50, RT60, N. Với tên của thủ tục, các em có thể đặt theo ý muốn của mình để dễ nhớ. Bây giờ cô sẽ thực hiện trên phần mềm Logo. Để phân biệt với hình lục giác, ở hình 2 cô sẽ đặt là lục giác 1.
Đây là kết quả của hình 1. Chúng ta tiếp tục viết thủ tục cho hình 2. Các em cùng kiểm tra kết quả cuối cùng. Đây là kết quả của hình 2. Bài số 4. Sử dụng câu lệnh vẽ đường tròn Refit 60 FG5 RT6. Viết thủ tục đường tròn và chương trình sử dụng thủ tục đường tròn để vẽ hình sau. Bây giờ với lệnh vẽ đường tròn, chúng ta sẽ có thủ tục đường tròn như sau. Tu đường tròn Refit 60 FG5 RT6 End. Bây giờ các em quan sát cái hình này được tạo bởi 4 đường tròn. Vậy chúng ta sẽ có thủ tục như sau. Tu 4 đường tròn Refit 4 đường tròn RT90 End. Bây giờ cô và các em sẽ kiểm tra trên phần mềm logo. Trước tiên chúng ta sẽ viết thủ tục đường tròn. Đây là một đường tròn. Bây giờ chúng ta sẽ viết thủ tục 4 đường tròn. Đây là kết quả sau khi chúng ta viết thủ tục 4 đường tròn. Hoạt động ứng dụng mở rộng với chương trình gồm một hoặc nhiều thủ tục vẽ các hình sau. Các em quan sát hình. Hình 1 thì chúng ta thấy hình này được tạo bởi 6 hình vuông. Thủ tục của hình 1 như sau. Tu 6 hình vuông. 6 hình cho nên chúng ta có là Refit 6. Cho rùa không xuất phát từ vị trí xuất phát để vẽ hình nên chúng ta sẽ lùi lại khoảng 50 bước. Lệnh lùi là BK50. Gọi tên thủ tục hình vuông cho rùa quay 60 độ. And chúng ta có thể thêm lệnh HT để rùa ẩn mình. Các em quan sát tiếp hình 2. Hình 2 được tạo bởi 4 hình vuông và xuất phát từ vị trí xuất phát nên ta được thủ tục sau. Tu 4 hình vuông Refit 4 hình vuông RT90 N. Bây giờ cô và các em sẽ kiểm tra trên phần mềm logo. Đầu tiên ta sẽ viết thủ tục hình vuông. Thủ tục 6 hình vuông. Các em cùng kiểm tra kết quả của cô.
Các em kiểm tra kết quả. Chúng ta dùng lệnh Hatter để rùa ẩn mình. Đây là kết quả của hình 1. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện viết thủ tục vẽ hình 2. Đây là kết quả của hình B. Qua bài học này, các em cần ghi nhớ cho cô. Khi cần vẽ lặp lại một hình nào đó, hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình lá cờ nhiều lần, nên lập thủ tục tạo riêng hình đó. Khi vẽ một đối tượng gồm vài hình đơn giản hay tạo hình trang trí, có thể sử dụng một hoặc nhiều tục. Bây giờ chúng ta sẽ qua hoạt động củng cố. Câu 1. Để lưu thủ tục vào tệp các thủ tục .lgo, em phải gõ lệnh gì? Chúng ta có 3 đáp án. Đáp án câu 2, viết chương trình gồm một hoặc nhiều thủ tục để vẽ các hình sau. Các em quan sát hình, đây là cái mẫu trang trí được tạo bởi 6 hình lá cờ. Hình này chúng ta sẽ thực hiện tương tự như câu 3. Trang 101, các em có thể xem lại bài 3 này và thực hiện bài tập này cho cô. Như vậy, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian học tập cùng cô. Cảm ơn các em.